tiểu sử cũng như quá trình làm việc của Inamori Kazuo. Năm 1932, chào đời tại con phố Jakuchi, thành phố Kagoshima. 13 tuổi đọc cuốn Chân tướng của sinh mệnh khi nằm trên giường bệnh chống lại bệnh viêm phổi. Căn nhà đã bị thiêu rụi vì trận chiến không kích. 19 tuổi, nhập học khoa hóa học ứng dụng ngành công nghệ Đại học Kagoshima. 23 tuổi, gia nhập công ty sản xuất vật chất cách điện Shofu, tham gia nghiên cứu vật liệu sứ cao cấp. 26 tuổi, xung đột với cấp trên, nghỉ việc. 27 tuổi, thành lập công ty cổ phần Ceramic Kyoto, giữ chức giám đốc kỹ thuật. 29 tuổi, nhân dịp trao đổi với tập thể nhân viên trình độ tốt nghiệp cấp 3, xây dựng phương châm kinh doanh. 34 tuổi, giữ chức giám đốc. 39 tuổi, đưa công ty lên vị trí thứ 2 sàn giao dịch chứng khoán Osaka, lên sàn giao dịch chứng khoán Kyoto. 44 tuổi, đưa công ty lên sàn chứng khoán Mỹ. 50 tuổi, đổi tên công ty thành công ty cổ phần Kyocera. 51 tuổi, thành lập lớp học Moriyu, nay là lớp học Morikazu, về kinh doanh dành cho doanh nhân trẻ. 52 tuổi, dùng tài sản riêng lập nên quỹ Inamoru, giữ chức chủ tịch thành lập công ty cổ phần kế hoạch DDI, nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị. 54 tuổi, thành chủ tịch hội đồng quản trị của Kyocera. 65 tuổi, rời chức chủ tịch hội đồng quản trị của Kyocera và công ty cổ phần kế hoạch DDI, nhậm chức chủ tịch danh dự, trở thành tăng ni Phật tử của chùa Empuku phái Rinzai. 68 tuổi, hợp nhất DDI, KDD, IDO thành KDDI, nhậm chức chủ tịch danh dự. 69 tuổi, nhậm chức cố vấn cao cấp nhất của KDDI. 73 tuổi, thành lập Học viện Kỹ thuật Kinh doanh Inamori, nay là Học viện Inamori tại trường Đại học Kagoshima. 78 tuổi, nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines. 80 tuổi, nhậm chức chủ tịch danh dự Japan Airlines. 81 tuổi, từ chức chủ tịch hội đồng quản trị Japan Airlines. Theo Bích Trâm, cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin.